Hôm nay mình gặp một trường hợp rất là kỳ lạ đấy các bạn. Đây, nó hiện ra một con nhái biến, nó lại đang trong ngược đi ở cái cây này. Hai chân trước của nó thì nó móc vào cái dây sắt, xong rồi nó treo ngược người xuống. Nhìn rất là thú vị. Một hiện tượng tự nhiên rất là lạ mà mình chưa gặp bao giờ các bạn. Nó trèo ngược vào lên và đứng im như thích luôn. Một chú nhái biến rất là dễ thương. Mình quay sát cái điện thoại vào mà nó cũng không sợ luôn. Nó vẫn trèo người như vậy. Không chủ động. Hai tay thì bám chặt vào cái dây sắt, thả ngược người xuống. Cứ như vậy thôi. Rất là vi diệu, không nhúc nhích, bám chặt luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.